Trước xu hướng hội nhập quốc tế, chuẩn bị nguồn nhân lực là việc làm hết sức quan trọng. Hội nghị nhân sự Việt Nam 2015 do Tổ chức Phi lợi nhuận phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng nhân sự tại Việt Nam VNHR tổ chức là nơi hội tụ nhiều chuyên gia nhân sự và nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Các chuyên gia đã truyền tải đến hội nghị những xu hướng mới trong ngành nhân sự thông qua các bài phát biểu, chia sẻ về những vấn đề chủ chốt khi Việt Nam gia nhập AEC, từ đó góp phần truyền cảm hứng và tạo nền tảng quản trị theo xu thế mới. Người tham gia được tương tác với hơn 500 chuyên gia nhân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao và so sánh thực tế hoạt động quản lý nhân sự tại Việt Nam với các nước trong khu vực. Hội nghị nhân sự Việt Nam 2015 được đánh giá là sự kiện mang tính tương tác cao, hoàn toàn mới mẻ và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.